Cuộc sống vợ chồng son của Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu. Người đẹp Doãn Hải My và cầu thủ Đoàn Văn Hậu tìm hiểu kỹ thói quen của nhau, học cách dung hòa trong những tháng đầu hôn nhân. Hôm 11 tháng 3, Doãn Hải My chia sẻ khoảnh khắc tại đám cưới dịp kỷ niệm 4 tháng về chung nhà với Đoàn Văn Hậu. Cặp sao được nhiều khán giả khen đẹp đôi, hạnh phúc, thể hiện qua các hình ảnh trong đời thường. Họ sống trong căn hộ tại Hà Nội, mua trước khi cưới. Thỉnh thoảng, Doãn Hải My và ông xã đón bạn bè đến chơi, tổ chức ăn uống. Người đẹp cho biết cuộc sống vợ chồng son có nhiều bỡ ngỡ, thú vị. Khi sống chung, cả hai tìm hiểu kỹ hơn thói quen của nhau, cùng làm các công việc mỗi sáng thức dậy. Lúc đầu, tôi chưa quen do trước đó chưa bao giờ sống xa gia đình, tuy nhiên hiện thoải mái, thích nghi tốt nhờ có chồng tâm lý, Hải My nói. Cả hai giúp nhau thay đổi các thói quen chưa tốt trước đó như hay bỏ bữa, thay vào đó là các bữa cơm gia đình. Theo Doãn Hải My, vợ chồng cô thường san sẻ việc nhà, như vợ hút bụi, chồng sẽ phơi quần áo. Dịp Tết vừa qua, cô lần đầu trải nghiệm đón giao thừa, gói bánh chưng cùng gia đình Đoàn Văn Hậu ở Thái Bình. Theo cầu thủ, vợ ghi điểm trong mắt người thân. Không ngại xắn tay áo vào bếp, rửa chén bát. Cô cũng thân thiết với mẹ chồng qua nhiều bức ảnh đăng tải. Cả hai du xuân, cầu may mắn hồi tháng 2. Theo người đẹp, cuộc sống khó tránh khỏi cãi vã nhưng vợ chồng chọn giải quyết theo cách nhẹ nhàng. Họ thường thẳng thắn nói chuyện, ai nhận ra lỗi sẽ sửa. Khi thấy bản thân nóng tính, cả hai chuyển sang nhắn tin để kiểm soát câu từ, cảm xúc. Đoàn Văn Hậu giữ sự lãng mạn như lúc mới yêu qua các hành động như tặng hoa, gửi lời yêu đến vợ trong ngày sinh nhật, quốc tế phụ nữ. Họ cân bằng cuộc sống, giữ tinh thần qua các cuộc du lịch. Hồi tháng 12 năm 2023, Doãn Hải My và chồng sang Singapore tái khám chấn thương cho Đoàn Văn Hậu, tranh thủ có chuyến trăng mật sau đám cưới. Họ khám phá nhiều cảnh đẹp, thưởng thức các món ngon. Sau kết hôn, Doãn Hải My chọn gu mặt nền nã thay thế trang phục ôm sát như trước đây. Hiện cô được cho mang thai con đầu lòng nhưng chưa xác nhận. Trước đó, họ nói mong ước lớn nhất trong năm Giáp Thìn là đón thêm thành viên. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.